Xin chào tất cả các bạn. Trong video này, so sánh smartphone sẽ so sánh 3 chiếc điện thoại Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T và Xiaomi 12T Pro nhé. Thứ nhất, xét về mặt thiết kế. Về phần kích thước, các bạn có thể thấy Xiaomi 12T Pro dài rộng tuy nhiên cũng dày nhất, còn Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T thì có kích thước khá giống nhau về trọng lượng. Xiaomi 13T nhẹ nhất với trọng lượng chỉ 193 g. Tuy nhiên thì cầm cũng sẽ hơi đầm tay. Còn nặng nhất là Xiaomi 12T Pro, cả 13T Pro và 13T đều được trang bị khả năng chống nước IP68, trong khi Xiaomi 12T Pro chỉ trang bị khả năng chống nước IP53 thôi và ba chiếc điện thoại này đều có mặt lưng làm bằng kính. Hai, về màn hình, cả ba điện thoại đều có kích thước màn hình 6.67 inch với tấm nền AMOLED, độ phân giải QHD và mật độ điểm ảnh lên đến 446 PPI. Tuy nhiên thì tần số làm mới màn hình của Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T tốt hơn, 144Hz còn Xiaomi 12T Pro chỉ là 120Hz thôi. Về độ sáng tối đa, Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T có độ sáng tối đa lên đến 2600 nit, còn Xiaomi 12T Pro chỉ là 1200 nit và ba điện thoại này đều có tốc độ lấy mẫu cảm ứng là 480Hz. Ngoài ra thì còn một số những công nghệ khác được trang bị trên 3 chiếc điện thoại này, ví dụ như HDR10+, Dolby Vision hay là bảng màu 68 tỷ màu. Xét về tỷ lệ màn hình, Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T với tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 87,5%, còn 12T Pro kém hơn một chút, 86,7%. Cả ba điện thoại này đều được trang bị kính bảo vệ Gorilla Glass 5. Thứ ba, xét về hiệu năng, Xiaomi 13T Pro trang bị con chip Dimensity 9200 Plus, tiến trình 4 nanomet với điểm Antutu V10 khoảng 1,7 triệu điểm. Xiaomi 13T với con chip Dimensity 8200 Ultra, tiến trình 4 nanomet Điểm Antutu V10 khoảng 860.000 Còn Xiaomi 12T Pro trang bị chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 Tiến trình 4 nanomet Điểm Antutu V10 khoảng 1,3 triệu Thứ tư xét về bộ nhớ Cả ba điện thoại đều có bộ nhớ trong là 12GB Riêng Xiaomi 13T Pro tốt hơn với bộ nhớ 16GB còn 13T và 12T Pro đều chỉ là 8 thôi. Xét về ROM, 3 điện thoại đều trang bị bộ nhớ 256 GB. Xiaomi 13T Pro tốt hơn với hai bộ nhớ cộng thêm là 512GB và 1TB. cả ba điện thoại này thì đều không trang bị thẻ nhớ. 5. xét về camera về camera chính cả Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T đều có độ phân giải 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX707 với khẩu độ f/1.9 kích thước cảm biến 1/1.28 inch Xiaomi 12T Pro với độ phân giải 200 megapixel sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HP1 khẩu độ f trên 1.7 với kích thước cảm biến 1 trên 1.22. cả ba điện thoại đều được trang bị chống rung OIS và công nghệ lấy nét PDAF, xét về camera siêu rộng, Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T đều có độ phân giải 12 megapixel, sử dụng cảm biến OmniVision OV13B10 với khẩu độ f trên 2.2 và kích thước cảm biến 1 trên 3.06. còn Xiaomi 12T Pro với độ phân giải 8 megapixel, sử dụng cảm biến Samsung S5KH47 với khẩu độ f trên 2.2 và kích thước cảm biến 1 trên 4. xét về ống kính macro, Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T thì không được trang bị ống kính này. còn Xiaomi 12T Pro với độ phân giải 20 megapixel, sử dụng cảm biến Galaxy Core GC0211 với khẩu độ f trên 2.4 và kích thước cảm biến 1 trên 5. xét về ống kính tele, Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T với độ phân giải 50 megapixel, công nghệ lấy nét PDAF trang bị chống rung OIS và khả năng zoom quang 2x, sử dụng cảm biến Omnivision OV50D40 với khẩu độ f trên 1.9 và kích thước cảm biến 1 trên 2.88. Còn Xiaomi 12T Pro lại không được trang bị ống kính tele. Xét về khả năng quay video, Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 12T Pro đều có khả năng quay video độ phân giải tối đa 8K 24fps, khả năng quay video slow motion full HD 240fps. Còn Xiaomi 13T chỉ có khả năng quay video độ phân giải tối đa 4K 30fps và khả năng quay video slow motion full HD 120fps thôi. Ba điện thoại này đều được trang bị HDR10+. Tuy nhiên thì chỉ có Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T được trang bị chống rung EIS, còn Xiaomi 13 t Pro lại không được trang bị chống rung. Xét về camera trước, cả ba điện thoại đều có độ phân giải 20 megapixel, khẩu độ f/2.2, sử dụng cảm biến Sony IMX596. Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T thì có khả năng quay video độ phân giải tối đa Full HD 30 fps còn 12T Pro nhỉnh hơn một chút Full HD 60 fps xét về pin cả ba điện thoại đều được trang bị viên pin 5000 mAh tuy nhiên thì 13T Pro và 12T Pro tốt hơn với công suất sạc 120W còn Xiaomi 13T Pro thì chỉ trang bị công suất sạc 67W 7 âm thanh kết nối cả ba điện thoại này đều được trang bị loa stereo cổng NFC, cổng USB Type-C 2.0 và vân tay dưới màn hình. Đồng thời, cả ba điện thoại đều không được trang bị jack tai nghe 3.5mm. Tuy nhiên thì Xiaomi 13T Pro được trang bị Wi-Fi 7 rồi, còn Xiaomi 13T và 12T Pro chỉ là Wi-Fi 6 thôi. Về công nghệ Bluetooth thì 13T Pro và 13T đã lên đến công nghệ Bluetooth 5.4, còn Xiaomi 12T Pro là công nghệ Bluetooth 5.2. 8. Về giá, cùng phiên bản bộ nhớ 12256GB Xiaomi 13T Pro có giá khoảng 16 triệu Xiaomi 13T có giá khoảng 12 triệu Còn Xiaomi 12T Pro có giá khoảng 9 đến 9,5 triệu Máy cũ các bạn nhé Link sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả nếu như sản phẩm nào có nha Ok, cuối cùng thì mình có một số những cái kết luận như sau Về kích thước thì Xiaomi 12T Pro dài rộng và cũng dài nhất Về màn hình thì Xiaomi 13T Pro và Xiaomi 13T tốt hơn với tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 87,5% và độ sáng tối đa lên đến 2600 nit. Về phần chip hiệu năng thì Xiaomi 13T Pro với con chip Dimensity 9200 Plus và Xiaomi 12T Pro với con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 sẽ nhỉnh hơn so với lại Xiaomi 13T. Về bộ nhớ thì Xiaomi 13T Pro tốt nhất với RAM 12 và 16GB. Về camera thì 13T Pro và 13T với ống kính tele 2x và ống kính ultra wide 12 megapixel. Còn 12T Pro thì lại có độ phân giải 200 megapixel và ống kính macro. Về phần pin, ba điện thoại đều có viên pin 5000mAh. Tuy nhiên thì 13T Pro và 12T Pro tốt hơn với công suất sạc 120W. Ok, video của mình dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay và có ích thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.